If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Not so easy, our love will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. One thing you can be sure of, tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi.
em trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu. Nếu trong đời anh thiếu em từng đêm, nhà dù tiếng hát chơi vơi. Ây em, đời đã cho ta gặp nhau từ đây. Trái tim hào gầy những tháng năm chờ mong, biến chẳng lòng anh đã bao ngày. Người ơi xin lắng nghe, này con tim anh muốn nói, tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mối tình khát khao, đời bao giông tố, đời nhiều trong gai, anh vẫn yêu tình yêu có em. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu.
một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin, nắm tay nhau thật chặt, cùng giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin, nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Cháu Đinh Nam và cháu Ngọc Anh.
hôm nay thì cháu được làm MC dẫn chương trình và cháu xin tự giới thiệu tên đầy đủ của cháu là Ngô Thị Minh. Cháu là em gái ruột và cũng là cô ruột của cháu Đức Nam. Và hôm nay thì cháu rất là vui mừng được đứng đây để dẫn chương trình một cái lễ đính hôn mà cả đời cháu chưa bao giờ cháu được dẫn. Tuy nhiên thì những cái buổi như ngày hôm nay thì cháu xin kính chúc sức khỏe tới tất cả các cô, các cụ, các ông, các bà. Một lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Thưa các cố, các cụ, các ông, các bà, quan viên hai dòng họ, hôm nay là một ngày lành tháng tốt. Gia đình họ nhà trai là anh chị em mong cùng toàn thể đoàn họ nhà trai của chúng cháu có ông Điện trưởng đoàn và đây ạ, toàn viên và có tất cả và các cô các bác họ nội họ ngoại của gia đình cháu Đức Nam đến gia đình ông bà và cháu và ông bà thân siêu là cháu Ngọc Anh để có một cái lễ gọi là lễ đính hôn là lễ cưới chầu. Xin không các bà các cụ ở đây chứng giám cho các cháu và không các bà hãy nổ một tràng vỗ tay đầu tiên để chúc phúc cho hai cháu Đức Nam và cháu Ngọc Anh ạ. Để mở lời chương trình thì đoàn của chúng cháu ở trên ở nghĩa phong xuống thì có ông Điện là nhà trưởng đoàn và xin mời ông Điện có mấy lời chia sẻ giới thiệu đoàn và có những lời mở lời để buổi đến hôm ngày hôm nay và trở nên tốt đẹp và thưa cố và cô bác của hai dòng họ. Thực tế là chúng tôi là Nam và được đi đã giới thiệu rồi. Còn thực tế là mong đợi mãi, rất mong là cái ngày có ngày hôm nay thì hôm nay mà qua thời gian mà hai cháu đã tìm hiểu và đến nay thì đã được cái sự tích chính của chính quyền của hai bên gia đình và của tất cả khác. Thì hôm nay là hai cháu tiến tới là quyết định là hôn nhân. Hôm nay là một ngày may mắn cũng là rất là ngày đẹp, ngày lành tháng tốt. Gia đình cũng phong và bà Hương cũng sắm cho lễ và là đặt cái chầu của gia đình để từng bước là tiến tới là tổ chức là hôn lễ thành hôn cho hai cháu sau này. Cũng như các cô các cụ các bà thì các cụ đã nói rồi đấy thì cái chầu là đưa dâu nhà người và thực tế là như ngày xưa cũng nói là bây giờ cái cưng chầu ấy là một cái là anh nam anh nhận rồi rất ngõ rồi thì cũng là chính thức là cũng là xin được làm con cháu ở trong nhà thì còn các thủ tục sau này thì từng bước một thì là do hai gia đình tổ chức và chuẩn bị những từng bước sau này. Kính thưa các cụ ông bà thì cái phần là lễ đặt cơ chầu của gia đình của Nam ở trên kia, cháu Nam ở trên kia xuống thế này thì bây giờ là chúng tôi là cũng muốn là xin ý kiến của gia đình ông bà ông Trần và của các cố các cụ các bà để cho ý kiến về cơ chầu của dòng họ chúng tôi trên đây này. Vậy thì cháu xin được trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho gia đình nhà cháu Ngọc Anh nên có mấy lời phát biểu và xin kính mời. Kính thưa các cụ và các ông các bà, cô dì cháu chú bác của hai bên dòng họ. Thế thì hôm nay người đầu tiên mà trong cái ngày trọng đại này là cái ngày lễ đính hôn hoặc là cổ truyền ta có nói là ngày đặt chầu thì cho tôi được thay mặt cho dòng họ, thay mặt cho gia đình xin gửi lời chúc sức khỏe đầu tiên đến các cô chú và các bạn. Thì qua một lời phát biểu của một vị đại diện tại những đôi dòng họ nhà trai thì tôi hôm nay là được đại diện cho dòng họ của nhà gái mà tôi cũng giới thiệu luôn tôi là bố đẻ của cháu Ngọc Anh. Thế thì hôm nay trong cái ngày trọng đại này thì được biết rằng nó là thủ tục trong hôn lễ thì gia đình hoặc nhà trai
đã có cây trầu lễ vật dẫn lễ xuống dòng họ chúng tôi và dâng lên tổ tiên, và hai bên dòng họ nói chung mà dòng họ chúng tôi có các cố thân linh mạng chúng tôi và tất cả cha bác, các chú, các dì, các cô hôm nay có mặt ở đây để chứng kiến cái cây trầu này. Và cũng từ cái cây trầu này thì cổ truyền ta có nói là cây trầu nên dâng mọi người. Thì về phía chúng tôi, cháu Ngọc Anh từ hôm nay trở đi là chính thức sẽ là cháu của dòng tộc của các cụ mà là con của ông bà, ông Phong và bà Hương. Thế thì để tiếp dẫn cái chương trình để hôm nay trong cái ngày trọng đại này thì để được tôi được tự giới thiệu trong dòng tộc của chúng tôi để chứng kiến cái cơ trầu ngày hôm nay để hai bên dòng họ ta giao tiếp trong cái ngày vui và ngày trọng đại nhất cho các cháu. Thì xin được giới thiệu là tôi còn cả hai cụ nhưng mà hôm nay cụ bà rất muốn lên nhưng mà cảm một số trên bà không lên, bởi đây có cũng không ạ. Đây là lẽ là thân sinh là tôi năm nay tuổi 95 ạ. Bà 90 đã chuẩn bị quần áo rồi, hôm nay bà ở bên cạnh mà khiếp lên quá loa đài không dám cho bà lên. Thế là về anh em thì thằng con tuổi rất là đông, thì cô dì chú bác còn ở trên quê Trực Ninh ạ. Nhưng mà hôm nay vì cái gì thế nên là cũng báo cáo với các cụ là không thể xuống được để chứng kiến cái cây trầu hôm nay. Và ở phía vai trên của tôi là ngoại ấy, thì là có còn có 4 bác, nhưng hôm nay thì các bác ở Hà Nội không về được 3 bác, còn có 4 bác đây thì yếu, nhưng mà thì thử quý con quý cháu cũng xuống được kết quả trầu hôm nay. Và sau đó là tiếp đến là tôi thì không tra nhiều, báo cáo với ông trẻ biết rồi, tôi là 7 người con, đến hôm nay không tra với ông Phong và Hương vẫn là thứ 7 ạ. Thì hôm nay hiện diện đại diện đây có hai ông trong nhà đây, hai ông ở đây là một ông là thi nhân thứ nhất, một ông thì cùng xã, thì các ông cũng rất quý mến gia đình, hôm nay đến chứng quả cơ trầu với gia đình ạ. Đấy, còn một bà thông gia thì nữa là bà đang ở dưới kia ạ. Cũng xin được giới thiệu tiếp với các cụ để trong cái ngày hôm nay để giao tiếp cho nó rất là thuận lợi và nó hiểu biết nhau. Thì đây là các chú, ông nội của tôi đẻ ra 9 người con, thì tôi là cả, nhưng mà hôm nay cũng không đủ được vì ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội hôm nay cũng không về được. Thì đây có các chú ngồi đây ạ. Thế còn là đây là các chú hết là ngồi cả đây. Thế là còn là đến các cô thì đây là cô Út của ông ạ, giới thiệu từ dưới lên ạ. Đây là cô Út ạ, cô này là Út thứ 9 của ông ạ. Đây là còn là ôi trời ơi xin lỗi, đây là cô Út Út luôn ạ. Và hôm nay cô ấy trang trí phong cô bà cho các cháu đây. Đến rồi ngồi với bà này, tôi nên là bà này đây ạ. Đấy, bà có thể không biết để ra đường người ta mình biết ra đây mà là thím đâu thì chú này lý do không xuống được hay là thím ạ, đấy bà thím. Còn đây là cô tiếp ạ, đây là một cô tiếp nữa, đây là còn một cô nữa đâu là mấy cô ấy nhưng mà nghe không thấy được. Và chú lại cái gian là ở cái tâm trí nên là không về được, để hẹn cái ngày cưới thì hai gia đình sẽ gặp nhau nữa thôi. Thì bản thân là ông đẻ ra tôi là 9 người và tôi cũng theo ông nội là 7 người, nên là cháu rất là đông. Thì trong không khí hôm nay thì rất phấn khởi là được hai bên dòng họ các ông các bà cha bác đã đến chứng quả cái cơ trầu hôm nay cho các cháu và cũng như cho hai gia đình mà ông bà ông Phong đã chọn ngày hôm nay là ngày đẹp để cho các cháu giới thiệu dòng tộc tổ tiên chữ giáo. Để cho các cháu, mong các cháu sau này thành đạt và hạnh phúc. Thì để tạm dừng lời thì cũng là cái ngày cuối năm đến nơi rồi, thì thay mặt cho dòng tộc, thay mặt cho gia đình xin chúc các cụ một năm mới cận kề đến nơi, sang năm mới được mạnh khỏe, an khang, tình vợ và đoàn kết. Xin chào các cháu. Thưa các chú, các bà, gia đình chúng tôi dòng họ chúng tôi rất là không mặt ở trên đời, nhưng mà cái cơ trầu đại cơ trầu gia đình chúng tôi và dòng họ chúng tôi. Thì sau đây là tôi xin giới thiệu là chị Mỹ và người dẫn chương trình đấy là sẽ làm một thủ tục hai bên với ông các bà để chúc giao tất cả những cái
lễ an hỏi của gia đình chúng tôi. Xin chào mọi người. Thưa với các cụ công thông bà, các cụ công thông bà vừa nghe lời giới thiệu của đại diện họ nhà trai và đại diện họ nhà gái để cho cái buổi lễ đính hôn của hai cháu Đức Nam và cháu Ngọc Anh trở nên tốt đẹp. Đây là những buổi khởi đầu, miếng chồng là đầu câu chuyện. Và hôm nay thì họ nhà trai của cháu rất là vui mừng được xuống dưới gặp mặt cụ công thông bà rằng dòng họ nhà cháu Ngọc Anh để được trao cơ chầu cho đặc biệt họ ngoại nhà cháu Ngọc Anh. Và đây là một cái niềm hân hoan rất là lớn đối với dòng họ trai và họ nhà trai của chúng cháu. Và có câu nói rằng dâu hiền thì nên gái, rể hiền thì nên trai, đúng không các cụ công bà? Và có một câu nữa, rằng mẹ sinh anh để bây giờ cho em, hy vọng là cháu Ngọc Anh sẽ là một người con ngoan, một người sâu tốt và đúng là một cô con gái của gia đình nhà anh chị, chú cháu là anh chị Phong Lương. Và cũng mong rằng sau này cháu Nam sẽ chính thức trở thành một chàng rể cũng như một người con trai trong gia đình của bà Nguyễn Trực. Đó là cái điều rất là hân hoan, chúc phúc cho tất cả các đó là cũng là tấm lòng của tất cả các cụ công các bà đối với hai dòng họ, đúng không ạ? Và bây giờ là một cái thời khắc rất là quan trọng, và cháu xin giới thiệu hai ông bố ạ. Một là ông bố là thân sinh ra cháu Nam và một ông bố thân sinh ra cháu Ngọc Anh. Đứng lên xin được trân trọng nhận cơ chầu đầu tiên là cơ chầu rượu và thuốc. Xin mời hai ông ạ. Đây là cơ chầu ạ, rượu và thuốc. Mời hai ông chúng cháu ạ. Và xin tất cả các cụ phụ công và một tràng đến đây để chúc phúc cho hai bố ạ. Dạ, cảm ơn hai bố. Bây giờ là đến phần việc của Nam và mẹ. Con xin nghe mời mẹ chồng và bà mẹ vợ sẽ đứng lên sân khấu để nhận cư chầu của gia đình họ nhà trai trao cho họ nhà gái. Xin mời hai bà mẹ. Hai bà mẹ hôm nay là những người hạnh phúc nhất trong đời, bởi vì một người mẹ sẽ có thêm một cô con gái và một người mẹ sẽ có thêm một cậu con trai, đúng như là đích thực con trai nhà mình, được không ạ? Và xin mời hai bà đây ạ. Đây là cô chồng nhà chồng đến đâu là người đã làm và xin chúc mừng hai bà mẹ. Bê hẳn lên hai bà, bê hẳn lên. Còn những cơ chầu tiếp theo ạ, nào rượu này, nào bánh này, đây ạ, mời hai bà mẹ nhận tiếp ạ. Đây cơ chầu tiếp theo ạ. Máy ảnh chúng ta sẽ ghi là những thời khắc rất là quan trọng trong cuộc đời của hai em. Nhìn máy ảnh, nhìn máy ảnh ạ. Hai bà cười tươi lên ạ. Cứ chờ tiếp theo ạ. Bánh ngọt ạ. Dạ. Mời hai bà. Hai bà đứng nâng mặt để chụp ảnh ạ. Một bên để quay bạn bè đau ạ. Một bên để có thêm một cô con gái ạ. Vâng. Cây chầu này, 5 cây chầu ạ. Và cây chầu cuối cùng này rất là quan trọng đấy ạ. Đây ạ. Đây cây chầu này ạ. Và cháu Nam hôm nay có nói là cô ơi cháu mọc áo năm nay, hôm nay là đi đặt chầu, cháu mọc áo Nam Bảo. Thì ở đây có báo cái đầu gồng đấy ạ. Cháu Nam Bảo nó đứng đây. Đây ạ. Chúc mừng hai bà mẹ. Xin mời các cụ công bà quan viên hai dòng họ hãy nổ một tràng mừng hai người, chúc mừng hai bà mẹ. Xin cảm ơn hai bà mẹ.
được vui nữa và được được một lần trình diện nữa. Cháu xin giới thiệu cháu Bích Nam và cháu Ngọc Anh sẽ lên sân khấu này để có lời mời thuốc nước các cụ câu các bà và để lời chào ạ. Vâng, và các cụ công các bà hãy để một lời chào với tay nữa ạ để chúc phúc cho con trẻ được không ạ? Rồi, dông xuống đi. Chậm thôi. Tôi yêu xem một cuốn truyện hay tiếng chim hót đầu ngày và yêu biển vắng. Tôi yêu ly cà phê buổi sáng, con đường ngập lá vàng. Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa, mái tranh dưới hàng dừa và yêu trẻ thơ. Bữa cơm canh cà và điếu thuốc, giấc ngủ không mộng mị, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn. Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây, đâu vui với bạn bè và ly rượu ngon. Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá, tôi yêu những người già. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Tôi yêu mặc jean và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, và tôi yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Rượu ngon. Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá, tôi yêu những người già. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Tôi yêu mặc jean và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em rộn ràng,
yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. So nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. From now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in. Falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you. We'll have it all with you. You look so beautiful. Smaller. I wonder how
I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And you're my love, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer, and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find the place I love. From thinking.